Chào các bạn nha. Hôm nay là buổi tối của mình ăn bình dân. Hôm nay mình coi cái chương trình trên YouTube đó, người ta làm cái bò bía đó thì mình thèm, tự nhiên mình thèm. Mà muốn ăn bò bía thì ở Mỹ này không có bác bạn ơi, ở thành phố San Diego này ăn bò bía hơi hiếm. Vô mấy cái nhà hàng thì họ chỉ có tổ bán gỏi cuốn nè, rồi thịt nướng cuốn nè, tôm rồi thịt cuốn thôi, chứ họ không có làm bò bía. Mình muốn ăn thèm ở dưới Sài Gòn mà chạy ra là mấy cái vỉa hè làm kiếm mấy cái xe bò bía ở mấy góc trường. Tự nhiên cái mình kiếm cái đó thì dễ, chứ bên Mỹ này kiếm bò bía ăn rất là khó. Cho nên ở nhà tự chế luôn các bạn. Đó, như ở nhà mình làm nè. Ba mình làm cà rốt củ sắn nè ba. Cà rốt củ sắn ba mình cắt rất là nhuyễn, dùng hết cái công sức cũng dành thời gian dữ lắm các bạn. Cũng cắt ra xào với hành. Rau rau thơm thì nhà mình đã nói, mình như mấy video trước thì mình đã nói các bạn, rau thơm nhà mình trồng nha các bạn. Rau xà lách này là giống Đà Lạt nè, nhà mình trồng luôn. Thì rau thơm mình trồng, bún thì mình mua bún khô mình luộc. Đây là trứng, trứng gà với lạp xưởng. Có miếng thịt nướng dư của thằng nhóc nó ăn, nó dư nó dục ở đây cho mình luôn. Đây là tỏi ớt ba mình bà bằm sẵn nè. Nước tương. Đây là tương đậu, đậu gì cha? Tương đậu á, tương Tương đậu. đậu đậu phộng á, tương đậu phộng đây. Ở đây người ta có bán sẵn, mình về pha chế lại. Đó, bây giờ mình sẽ ăn theo kiểu Việt Nam nha các bạn. Đầu tiên là mình múc nước tương vô cái chén, mình ăn bao nhiêu thì mình múc bấy nhiêu. Và các bạn muốn ăn gia vị cay thì ở đây có tỏi và ớt, các bạn bỏ vào đó rồi các bạn quậy lên, ăn bao nhiêu thêm tỏi thì thêm vô thôi. Đó, rồi bây giờ ba mình sẽ làm cái giai đoạn cuốn. Mình ăn đây thì mình vẫn uống hương vị bia Mỹ nha các bạn. Corona. Cái bia này nó hơi nặng một xíu mà nó em extra cái hương vị và cái mùi mùi độ độ cồn. Ở đây thì cái đồ mà nhúng bánh tráng các bạn, nó có một bên nước, một bên giữ bánh tráng mình mua cũng nhập khẩu từ Việt Nam qua bán các chợ Việt Nam nha các bạn. Đó, giờ đã, từng bước. Đầu tiên là bỏ rau sống, rau xà lách cũng ở trồng ở nhà luôn. Đó, mình là cuốn theo kiểu Việt Nam, cây nhà lá vườn. Rồi thêm mấy cọng rau thơm. Thì theo người thích ăn rau thơm nhiều, người thích ăn rau thơm ít. Có người thì không ăn bún nha các bạn. Theo bò bía thì đúng theo tiêu chuẩn thì người ta chỉ ăn củ sắn và cà rốt thôi cha hả? Bún là mình tăng thêm thôi các bạn ơi, ăn cho đỡ ngán. Ví dụ như các bạn cuốn cuốn củ sắn cà rốt thì các bạn cuốn, còn không thì các bạn cuốn bún không, giống mình ăn gỏi cuốn. Mình thì hầm bà lăng. Rồi bắt đầu đầu tiên là lạp xưởng nè các bạn, lạp xưởng sau đó các bạn bỏ trứng lên. Này ông già mình ổng cũng công phu quá, ông chiên trứng động cắt nhỏ nhỏ đây, gặp như mình là cái cắt nát nát bấy hết các bạn. Đó thì mình ăn ở nhà thì không phải là như nhà hàng thì mình cứ bỏ thêm bún vô. Đó. Giống như các bạn bỏ bún trộn nè với lạp xưởng với trứng thôi chứ cái gì đâu, giống mình ăn bún xào vậy đó. Rồi bắt đầu đây ba mình quấn lại nha. Đó, Tôi cắt này. ba mình đang quấn nè, thấy đôi tay khéo léo chưa, đôi tay vàng của đầu bếp á. Mình đi ra ngoài đường bôn ba về nhà chứ cũng có đầy đủ hết, ở một mình một tay ổng làm không á các bạn. Đó, thấy không, thấy bữa ăn không, bình dân thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà ở trên nước Mỹ này kiếm bữa ăn gì là không là hiếm có lắm. À, bây giờ ông già ông khui bia nè. Rồi già chấm ăn, chấm chấm đi ba. Làm tại chỗ luôn. Quậy lên. Đó đâu có thi đâu có đâu phải là không có đâu các bạn thấy không? Ở Việt Nam ăn bò bía bên này mình cũng ăn bò bía thôi. Ở Mỹ thì bây giờ các bạn không thiếu gì hết, mình phân ra. Đó, cũng là ngon miệng thôi. Rồi, chúc các bạn bữa ăn ngon miệng dù mình ăn ở đâu. Bữa ăn nó như thế nào, bình dân hay là sang trọng quý phái gì thì mình cũng ăn để mà sống. Chúc mọi người có bữa ăn ngon miệng và luôn luôn hạnh phúc, mỉm cười mỗi ngày nha. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị xử lý hết tất cả cái đống này, không bỏ sót. Rồi mình ăn đây, rồi mình sẽ đi ngủ sớm. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại video clip sau. Chào.